Mình sẽ chọn là cái thẻ Viettel 50k nhá. Mã đổi thẻ này. Đăng nhập bằng email thành công dịch vụ khách này, ok này. Rồi bên lịch sử này, nó sẽ báo là đang đợi xử lý. Đó, khi nào mà nó xử lý thành công á, nó sẽ hiển thị cái thẻ giống như thế này. Thông thường là sẽ trong 24 tiếng nhé. Rồi giờ chúng ta đến với game nhân phẩm nào. Ở video trước mình có hướng dẫn anh em chơi game kiếm thẻ cào này. Bây giờ mình sẽ quay random nó nhé. Vào đây, dán nó ra. Rồi get YouTube comment này. Chúng ta có là 123 comment. Chúng ta sẽ chọn là một người may mắn. Rồi, Tuyên Nguyễn, số điện thoại là 3887 đuôi, nhận thẻ Viettel nhé. Cách đây khoảng 2 ngày á, mình có review cho anh em một cái ứng dụng, đó là chơi game kiếm thẻ cào. Thì ở đây mình đã đổi được một cái thẻ cào là 10k rồi và nó đã xử lý cho mình thành công khá là nhanh thôi, trong vòng 24 tiếng nhá. Mình sắp đổi được cái thẻ cào 50k tiếp, mình sẽ đổi cho anh em xem. Để đổi được cái thẻ cào á, thì anh em phải kiếm được thật nhiều kim cương. Để kiếm được kim cương á, thì chúng ta có thể là làm các nhiệm vụ hàng ngày này, hoặc là anh em cũng có thể là chơi game đua top để chia cái giải prize pool của nó. Cũng như là anh em cũng có thể là đi tuyển rep được nhá. Chúng ta đi tuyển rep thì anh em sẽ nhận được là 1000 kim cương cộng 15% thu nhập từ rep. Ví dụ như rep của chúng ta kiếm được 100 kim cương thì bạn sẽ nhận được là 15 kim cương nhá. Về phần các trò chơi thì có trò chúng ta sẽ chơi với người thật, cũng có trò chúng ta chơi một mình nha. Ví dụ như 2048 này thì chúng ta chơi một mình này. Còn các cái trò như là bậc thầy phi đao này thì chúng ta sẽ chơi với những người khác ha. Ví dụ bậc thầy phi đao đi. Rồi bắt đầu ghép, mình sẽ ghép với những người chơi khác và cùng chơi chung với họ. Trên cái một cái vòng tròn này nó sẽ có là 2BT, 3BT, 5BT gì đó, nó là điểm nha. Chúng ta phóng trúng cái nào á thì điểm của chúng ta là ở đó. Và nó sẽ có thời gian nhá. Anh em thấy là cái vòng quay nó quay tròn tròn này, hết thời gian đó là chúng ta sẽ bị mất lượt. Đấy, chúng ta mà phóng hụt á hay là trúng một con dao khác á, con dao nó không được ghim vào cái vòng tròn này á thì anh em sẽ không được cộng điểm nha. Đến khi mà kết thúc 4 trên 8 này, có nghĩa là chơi được 8 lượt, thì hết 8 lượt rồi á, nó sẽ tính điểm ai cao nhất thì người đó sẽ nhận được là nhiều điểm á. Nói chung là để nó xếp hạng rank nhé, chia bôn đó anh em. Mình đã chơi được hạng 2 và nhận được 200 cúp. Chúng ta chơi game này anh em. Đó, nó sẽ xếp hạng chúng ta lên từ từ, lát nữa nó sẽ update cái điểm của mình lên đây. Mình thì hay chơi cái trò là 2048 này anh em. Chơi cái trò này nó dễ hơn. Tiếp tục chơi này, thì cái trò này nó kiếm được kim cương theo mình thấy là nhiều hơn mấy trò khác ha. Mấy trò khác anh em chơi chủ yếu là để là top xếp hạng thôi, còn trò này mới là kiếm được kim cương nhiều này. Đấy, chúng ta cứ thả thả vậy thôi, hai số giống nhau nó sẽ ráp lại, nó sẽ lăn lăn tới lăn lui thôi. Cứ mỗi lần chúng ta lên level anh em sẽ nhận được kim cương và cái cúp ha, cái cúp này cũng mới xếp hạng. Khi chúng ta đi tuyển rep á, những cái bạn bè mà chúng ta mời á, họ kiếm được kim cương thì anh em sẽ vô đây bấm vào chữ nhận thưởng này đó để nhận được các cái kim cương bonus từ rep nhá. Ví dụ người ta kiếm được 100 ngàn đi, nó sẽ bonus vô đây là 15 ngàn, anh em vô đây lấy. Bây giờ mình đã có 57 ngàn rồi, mình sẽ vô cái phần là đổi thưởng cho anh em xem. Chữ đổi này, mình sẽ chọn là cái thẻ Viettel 50k nhá. Mã đổi thẻ này. Đăng nhập bằng email thành công dịch vụ khách này, ok này. Rồi bên lịch sử này, nó sẽ báo là đang đợi xử lý. Đó, khi nào mà nó xử lý thành công á, nó sẽ hiển thị cái thẻ giống như thế này. Thông thường là sẽ trong 24 tiếng nhá. Nhưng mà lúc mình đổi á, khoảng vài tiếng sau nó đã cộng rồi. Tùy trường hợp thôi, nói chung là trong 24 tiếng, có lúc nhanh có lúc chậm. Nhưng mà thông thường sẽ là trong 24 tiếng nha anh em. Nên khi chúng ta đổi phải đợi. Còn về cái vấn đề mà những bạn chơi mà đổi nó báo là hoạt động chưa đủ hay gì đó thì mình đã liên hệ với ứng dụng mà mình đã feedback cái vấn đề đó rồi và phía họ vẫn chưa trả lời mình. Đến khi nào mà họ trả lời mình sẽ thông báo cho anh em nhé.